Hai chủ đề chính mà hội thảo đề cập đến là bệnh viêm gan, ung thư gan và bệnh lý cột sống. Đối với bệnh viêm gan, ung thư gan, các chuyên gia lần lượt chia sẻ thông tin về bệnh lý cũng như cách dự phòng và điều trị hiệu quả. Khi bị viêm gan C, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc kháng virus viêm gan C để điều trị và có thể điều trị tận gốc. Còn đối với viêm gan B thì việc dùng thuốc kháng virus sẽ giúp ức chế virus lâu dài. Nếu đã bị ung thư gan thì tùy vào từng giai đoạn của bệnh, bệnh nhân có thể lựa chọn các phương pháp như cắt bỏ hoặc làm teo tế bào ung thư. Cũng có thể nút thắt động mạch gan hay cấy ghép gan. Bốn phương pháp được nhiều đại biểu quan tâm là điều trị đích, phương pháp hạt vi cầu, phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần và phương pháp xạ trị proton sắp được áp dụng trong điều trị. Các chuyên gia khuyến cáo viêm gan, ung thư gan là bệnh có khả năng tái phát rất cao. Chính vì vậy, việc kiểm soát sức khỏe định kỳ là việc quan trọng mà các bệnh nhân cần thực hiện đúng. Song song với chủ đề về việc chăm sóc và bảo vệ gan, thì các bệnh lý ở cột sống và biện pháp bảo vệ cột sống cũng đã được các chuyên gia chia sẻ. Bên cạnh việc cung cấp các phương pháp điều trị hiện có như điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, phẫu thuật, bơm xi măng định vị cột sống, các chuyên gia cũng chỉ ra những sai lầm dẫn đến việc cột sống của chúng ta bị ảnh hưởng. Từ đó đưa ra những khuyến cáo về các tư thế ngồi nằm đúng cách, hạn chế những ảnh hưởng xấu tới cột sống khi chúng ta sinh hoạt và làm việc. Ngoài các y bác sĩ, hội thảo còn có sự tham gia của rất nhiều các bệnh nhân có bệnh lý ở gan và cột sống. Vì thế, không chỉ có các bệnh nhân có cơ hội tìm hiểu về bệnh lý của mình, mà các y bác sĩ cũng có thêm cơ hội được tiếp cận với từng bệnh lý cụ thể.